chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại điểm bán của Diva Cát Thi nè các bạn. Hôm nay là khoảng 3 giờ chiều á, là giờ này mọi người đã đếm xếp hàng rất là đông luôn các bạn. Hiện tại là Cát Thi vừa ra nè, chưa có bánh tráng gì ra hết nha mọi người. Ở trong nhà đang đem ra đó thì số lượng người lớn đang xếp hàng rất là đông luôn. Hôm nay có thể xuất hiện cô bé Như Ý ngay ở nhà. Đi không? Đi không? Hỏi ba đi, hỏi ba đi đi không? Đi mày dẫn đi. Đó, ông ngồi gì nè, ông giao hết. Nó qua lần. Mai hỏi ba đi, mai qua sớm 4-5 giờ đi với mẹ. 4-5 giờ. Con ngủ 8-9 giờ mới dậy á. Ngủ luôn đi má. Trời, tao phải làm. Người ta phải đi, người ta phải dậy sớm, ta trang điểm nữa. Cái gì? Nói trang điểm nữa bà. Sao? Mẹ trang điểm mấy phút? Mẹ trang điểm thì 10 phút thôi, mà cái mặt của con trang điểm chắc 2 tiếng. Tại con biết sao không? Dặm nó cực lắm, con hiểu không? Với lại mặt con á, nó to quá, phải dễ cực khổ, con hiểu chưa? Có hiểu ý mẹ nói không? Ý bằng, nó bằng cục vàng lại mẹ nè, hai mẹ con mình thân thiết nè. Bị có giờ để đi. Trời, cột tóc lên cho mẹ. Chưa. Cột tóc bị gì? Đau bụng quá. Trời, sao bữa nay tự nhiên làm móng tay tức kỳ dễ sợ, nó khó kinh đồ, cột tóc cũng bị dướng nữa. Bội quá. Má thâu tiền đi nha. Đừng rồi. Lấy bánh nha, tao bị làm nước okay. Rồi ok, còn bây giờ ý đi ra đầu mình có chí nè, ý ơi. Bữa nay bạch tỷ liền không? Ý kìa, chú kêu kìa. Rồi mọi người đợi em tí xíu nha. Nó hơi bị lỡ cỡ các công việc. Ba hỏi ba. Mọi người ngồi đúng ngay hàng, em sẽ đưa cho mọi người theo kiểu cho tự do trong thời gian này. Khi nào tới chiều mà các thi đưa nó bớt lại á thì các thi sẽ thông báo mọi người nha. Sao con? Hỏi đi con, hỏi đi, ngày mai có cho con đi sự kiện với ba không? Hay là quên với mẹ không? Trời ơi, quên á. Trời ơi, khổ lắm. Giờ con vô con lấy cho mẹ ăn. Không, để này chị, được, không sao. Mọi người để tí xíu nha, mọi người có tiền lẻ, mọi người cho em tiền lẻ nha mọi người nha. Ừ, mọi người mua bao nhiêu, vừa mua 90, có thủ cho em sẵn 100. Mà có 10.000 nữa đưa cho em, tại vì em bây giờ em không có tiền lẻ trong đây. Em bị đói bụng quá chị, đói bụng cực kỳ. Bột chiên. Bột chiên giúp đỡ em ca này đi, bột chiên làm phần bột chiên đi. Ừ. Cho em hành nhiều quá chị, tại vì em thích cái mùi hôi nách á. Chỉ là mọi người ơi, mình ngồi chung với nhau á, mọi người hạn chế là cái mọi người đừng có địch nha. Thiệt, ai mà lỡ ăn hụt mít rồi em cho cái thuốc tiêu cho. Thôi mà lỡ mình mà mắc địch ra ngoài nha mọi người. Để tránh trường hợp làm cái khì cái người ta hủy đã tội nghiệp người ta. Đó. Trời ơi, đã vậy, một kêu trước luôn á hả? Em hồi sáng giờ em dậy từ lúc 7-8 giờ sáng mà giờ này em chưa ăn gì. Cái y phục của anh ghẻ bận, dán tiền bận hơi bự mà sao anh bận gọn vậy? Cái đồ kim á. 2 vợ chồng cùng mặc chung bộ đồ đó mà. Xoài. Con đi đâu vậy con? Rồi, ưu tiên cho con lấy cái ghế nè, con cầm cái ghế giùm cô. Rồi, ưu tiên cho con ngồi cuối cùng cho mẹ. Cảm ơn mẹ đi, cảm ơn ba, cảm ơn. Ghét quá à. Đợi đi cha, lấy cái trứng ra cha. Trời ơi, ba này bị cho đập đá chắc bà sản tới sáng. Đợi đi nè. Trời ơi. Cô thấy con bìm bịp của mày rồi kìa. Không, cũng được, con bé này. Trời ơi, coi kìa. Mày biết nhục chưa? Trời ơi, cái gì mà nó trắng phiếu vậy trời. Đừng bà con gái gì hư đốn. Mày la làng lên đi. Cho người ta biết nhục hai mẹ con nè. Sáng mẹ là sáng luôn con nghe. Nghe, mày làm nhục tao là mày nhục theo luôn đó. Cái quần mẹ cũ lại hôm qua đó con. Rồi bây giờ em đói bụng quá trời luôn á, thiệt á. Ai? Trời ơi, kệ đi con.
Đợi đi anh Hai ơi. Anh Hai. Trời ơi. Ê! Lẹ đi anh. Trời ơi. Giọng nó nhỏ nhẹ đó. Gầu chứ sao. Giọng nữ tính. Má kìa. Ê! Ủa bà kia nhỏ nhỏ kia quăng điện thoại đất luôn. Bà kia rớt điện thoại dưới đất luôn. Mình lấy ghế mình ngồi giùm Cát Thi nè. Lấy ghế không? Không phải, tại biết không mọi người. Ngày mai á đi dự sự kiện mà không làm móng tay móng chân nó dơ lắm. Cho nên mình phải làm cho nó sạch sẽ. Chứ bây giờ bán gì rồi đi dướng cái này nè. Chứ có cầm tiền đang cầm ngồi ghế đi chị. Cứ ngồi thoải mái đi, thích ngồi chỗ nào ngồi. Ngồi trên đầu em cũng được nữa. Đó, ngồi cho nó thoải mái. Cái gì? Cái hàng đầu không gái? Hàng đầu hả? Không mọi người. Em nói là mua tự do. Mà bây giờ mà 30 bịch hả? Ôi, 30 là phải đặt đó em ơi. Không, bây giờ cứ tạm thời bán cho em nó đại đi. Rồi một lát rồi. Trời chết, không được. Rồi đâu? Không được. 30 bịch chưa được. 20 bịch nữa. Rồi bổ xuống. Rồi xong rồi chị. Đó. Bịch đâu? Chưa có bịch mà. Lấy bao ra. Bịch lớn, bịch nhỏ anh. Em nói rồi, không bao giờ chị đập đá chị uống theo nha. Kể từ bữa nay mai mốt tôi thấy mà hai người chơi tôi kêu công an đó. Không biết quen. Ông đâu có chơi đâu, bà này đập nè, ông hửi khối không ông sản gì đó. Ông chỉ hửi khối thôi đó. Bà này bà đập xong có xui bà đập không đã, bà nhai luôn cái nỏ. Cái hồn què khè bà nhai luôn. Để cách đi tí xíu mọi người, để ra đem bánh ra rồi đưa cho mọi người. Rồi nó bụng vung tay vung chân luôn nè. Không, qua bệnh làm liền á, sợ gì trễ rồi mọi người đợi, tội nghiệp mọi người. Làm mấy tiếng là thiệt. Ok. Chị ơi, chị. Ủa, không có dầu chua á chị? Mày có đi mấy giờ về mẹ ơi? Trời ơi, mày đi sáng giờ mày mới về đó. Không. Hỏi ba chưa? Mày có hỏi mấy giờ về? Gần 9-10 giờ. Ừ. Vậy sao? Bị vụ gì? Thầy ơi. Hả? Con ở bên đây. Ê, bà này làm ngon quá à. Con không có đi quê à. Có cho mẹ đi dự sự kiện. Lấy cây gậy đá cho mẹ đó. Anh ơi, con ơi, tôi đi trà đá. Cho giấy cúng dường trà đá luôn đi. Thôi, bây giờ lấy ra một ca thôi. Em vô chỗ em lấy cái ca cho. Trời ơi, ăn được nó bị bao tử á. Bị bao tử á mọi người. Mọi người phải ăn uống cẩn thận á. Để bao tử rồi nó khó lắm mọi người ơi. Coi nè, có bực bội. Dạ. Chết mẹ. Rồi, ok anh giúp đỡ giùm em đi. Ông đưa ngược tải tôi. Chị đi giúp em nha. Rồi, 30 bình nhỏ. Đi lấy cái ca không thầy. Đấy. Ừ. Nhiêu vậy anh? 2 triệu. Chị Tiên có 2 triệu đó không? Chị mượn 2 triệu cũng đổ tiền lẻ thôi. 2 triệu hả? Ừ. Tiền lẻ hay chị trả? Thì chị có tiền trả đặng chẳng á. Trả. Đổ 2 triệu. Ok, cảm ơn em. Ủa này qua vậy? Của anh này đổ 2 triệu nè. Nó cho mình đổ tiền lẻ. Chị cứ đếm lại đi, mất mát gì em đền cho. Không sao không? Long đếm lại 2 triệu rồi. Ủa, này tính chính xác luôn nha. Không, đưa cho người ta trước đi chị. Từ từ đi. Để tao có lòng lại đây người ta đổ tiền lẻ cho mình, không lẽ người ta tham mình 50.000. Đúng không? Chưa đếm hả? Thấy mẹ không? Hai triệu à, điểm từ 4 giờ được rồi. Ủa bịch nhỏ không đem ra vậy? 30 không hả? Đây đây nè. Bà 30 không vậy em? Không. Thôi. Năm bực. Một. Ba. Bốn. Bốn. Tới phụ phụ giùm chú gắn tiền nha con. Đừng có lấy gắn, nó mẻ gắn, con lấy cái 2 tí rồi. Năm bực thêm gái. Tôi bảo đảm ông ginh vô ginh ra tới 1 tháng luôn. Ăn cắp cái đĩa bay của ông gì trời. Chồng về nước ổng đi.
ba này ba mà bữa nào mà cho ổng ra bùi diện ổng hút bong bóng cười á, tôi bảo đảm luôn á, có chuyện để nói đó.